Hey, xin chào cả nhà nha. Mình đang dẫn mọi người đi dạo một vòng chợ Sa Đéc xem tình hình hôm nay thế nào các bạn. Hôm nay một ngày gì rất là đẹp sau những ngày mưa gió rất là lớn ở miền Tây các bạn. Mưa và kèm theo dông rất là nhiều nhà ở An Giang, ở Cần Thơ bị lốc xoáy các bạn. Sáng nay thì trời rất là đẹp, nhiệt độ tầm khoảng 20-30 độ các bạn. Rất là dễ chịu các bạn. Mình đang đi ở chợ này là chợ Sa Đéc nha cả nhà. Đoạn đường mình đi là khu chợ người ta họp ở bên mé sông, bán cũng đầy đủ đồ giống như các chợ thường khác các bạn. Bạn thấy phía mình đang đi vô đầu đường này là quầy rau củ quả, một bên tay phải mình là rau củ quả, còn sau cái quầy rau này là một con sông các bạn. Đang dẫn mọi người đi dạo một vòng chơi xem thôi. Ở bên kia là rau không các bạn, thịt cá và vầy thịt heo. Thịt heo lúc này thì hơi mắc nha các bạn. Rau ở chợ này thì đoạn này thì họ chạy xe ở giữa đường, còn đường chạy xe vào cái đoạn ở phía qua trên đi vô, bắt đầu vô khu trong nhà lòng chợ thì phải gửi xe ở ngoài, hoặc là các bạn có thể sau 8-9 giờ thì được chạy xe vô các bạn. Giờ này mình đi là cũng hơi trễ rồi nha, hơn 8 giờ rồi. Gần 9 giờ rồi các bạn, mình có thể dắt mình chạy xe vào. Đây mình đây là khu chợ chính nè các bạn. Để mình chạy vô đây mình đảo một vòng thôi các bạn. Đó, bây giờ là bạn thấy 6 giờ tới 11 giờ là cấm xe vào chợ vậy. Nhưng mà thường là qua 8 giờ rưỡi là mọi người có anh hỏi về hai đầu đường là người ta cho vô rồi. Tại giờ này là vắng đó các bạn. Sáng nay trời rất là đẹp vậy. Hổm ngày mấy ngày nay là cứ tầm trưa là mưa tới chiều tối. Mình đang đi quay qua một cái khu, tiếp tục là khu bán rau nè. Một bên tay phải là bán rau, bên tay trái là bán đủ loại mang tạp hóa này. Bên tay phải là ở dưới mé sông các bạn, nên cái tiểu thương người ta ngồi. Chị này đang bán cà nướng mỡ hành. Đây, rất là hấp dẫn nha cả nhà. À, rau nướng, quầy rau củ đồ. Đây là ra tới quầy cá thịt rồi. Cô đang nhậu cá thác lát. À, phía bên chỗ này là nhà trong nhà lòng chợ vậy. Trong nhà lòng chợ thì họ bán rất là nhiều chỗ rồi. Có thịt cá, khô rồi. À, chỗ mình đang đi là qua một cái quầy cá mắm là bạn. Nhìn hấp dẫn lắm bạn. Chợ cá. À, phía bên kia là trong nhà lòng đó bạn. Cá lăng. Một quầy mình đi với bạn xem đó bạn. Đây là chợ nông sản các bạn. Có khu chợ thực phẩm. Ở Sa Đéc thì có cái dòng khu này á, thì có ba cái nhà lòng các bạn. Nhà lòng chợ thực phẩm thì nhà lòng cổ phải chừng xe phải chừng 100 năm rồi bạn. Họ từ hồi thời xưa tới bây giờ rồi trải qua mấy lần sửa chữa đó bạn. Rồi có chợ, khu chợ cá, khu chợ nông sản. Rồi có khu chợ trời họp ở ngoài nữa các bạn. À, đây là khu chợ nông sản, nhìn rất là lớn nha các bạn. Thôi để mình quay lại mới được. Các bạn nhìn qua phía bên tay phải các bạn, bên tay trái các bạn.
ở trong là chợ nông sản. Cái nông sản ở đây được từ phần lớn là tập hợp về đây xong rồi họ chuyển đi các tỉnh nữa các bạn. Chợ này là một trong những khu chợ lớn ở Đồng Tháp nha các bạn, chợ Sa Đéc Đồng Tháp. Mình vừa đi qua chợ nông sản ở đây là mọi người thấy khu chợ cá ở trên nè không? Bánh nè, bò, đường rút nốt nè, bánh da lợn nè. Cá tôm, rau củ đây rồi. Có bánh tét nè. Đây là bánh. Mình đang chạy bên hông chợ thực phẩm đó các bạn. Rất là hấp dẫn. Cô đu đủ nhỏ nhỏ rồi vậy, ta bán phía ngoài rồi. Từ xa xa là mọi người có thể thấy được khu chợ thực phẩm này ha, đó, một kiến trúc cổ rất là đẹp vậy. Mấy bên tay phải là cái khu ăn uống ở Sa Đéc có rất là nhiều món rồi, nhưng mà phải kể đến món nổi tiếng được nhiều người biết đến là hủ tiếu rồi. Đây là chợ thực phẩm Sa Đéc nha cả nhà. Chú này là chạy xe đạp ôm. Bánh mì heo quay. Ở đây là mé trong nhà lọc chợ cho thực phẩm bán thịt cá luôn. Bánh thịt heo rồi. Giao câu nhãn nhục nha đam nè. Mình đang quay cho mọi người xem ở đây là khu chợ trung tâm. Chôm chôm, cua biển đây, đây có chuột nữa kìa, cá kèo nữa kìa. Đó, mình đi khúc này lần thứ hai rồi. Thôi đây mình chạy qua bên mé ăn uống, mình quay cho mọi người xem một đoạn nữa ha. Chợ, phần lớn các chợ là đều như nhau hết rồi. Đi chợ là một niềm vui nha mọi người. Thấy có các bà cụ, lớn lớn tuổi mang một mớ rau muống ở quê ra bán. Cụ này thì bán chanh các bạn, vài ba trái chanh. Đây thì sầu riêng, bán sơ ghi mặn ổi. Có vài sầu riêng đi qua rồi bạn. Đây là một xe ghe hải sản.
đang thấy trong video là chỗ bánh mì Hồng Ngọc 13 các bạn. Bánh mì ở đây rất là rẻ các bạn, 10.000 ổ. Chuối trái cây. Đây là khu ẩm thực nha các bạn. Ở đây có hủ tiếu rồi nha. Nhớ đi xe đét ăn hủ tiếu chay nha cả nhà. Hủ tiếu chay cũng rất là một món rất là lạ, rất là nhiều quầy bán đồ chay ở xe đét mình đó các bạn. Đây là hủ tiếu cơm rồi nè. Ngay bên đây là một chỗ bán hủ tiếu chay nè. Quầy ăn uống nè bạn. Số món ăn ha, cũng bao nhiêu chợ khác, nhưng mà chợ ở đây chợ lớn quy hoạch theo các khu kinh doanh đàng hoàng các bạn, khu thực phẩm, chợ thực phẩm, khu chợ cá, khu chợ rau, khu ăn uống, khu trái cây. Còn ở đây là một chỗ bán bánh rất là nhiều các bạn. Đây, mời mọi người, xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video sau nha các bạn. Vừa gọi là dạo một vòng khu chợ Sa Đéc cho mọi người xem nha. Bye bye.